Rồi, Ngô Nguyễn xin chào đến tất cả bạn cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn của mình nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật giá xe tại bên cửa hàng Sơn Đức Phát. Thì trước tiên anh em mình sẽ gặp bạn Vi ha. Rồi, hello anh chào em nha Vi. Dạ, em chào anh, em chào tất cả mọi người. Rồi, ok em. Đầu tiên cho anh xin cái info về mình tí xíu coi. Dạ, cho em đọc trước cái số điện thoại của em nha. Ok số em. Số này là đã bao gồm Zalo nha. Rồi. 0869 043 877. Ok thế em. Là em đọc địa chỉ cửa hàng của em nha. Rồi, ok. Tổ 1, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nha. Rồi, ok em. Thì nếu mà các bạn nào mà trong video có thắc mắc thêm, cứ gọi về cho bạn Vi theo số điện thoại mình đang ghim trên màn hình ha. Rồi, bây giờ thì trước khi mà mình cập nhật giá xe ở bên cửa hàng nè, thì có rất là nhiều dòng xe của anh em mình đang thích luôn. Thì cho anh hỏi thêm về theo cái cảm nghĩ của em là giá xe của mình là đang lên hay là đang xuống? Dạ, có một vài dòng thì cũng đang xuống. Rồi. Nhưng mà có một vài dòng như Vision thì tăng giá đó anh. Rồi, ok em. Cái nào xuống em cập nhật trước cho anh được không? Dạ, bây giờ em cập nhật trước giá Vario bên em nha. Rồi, ok. Vario 125 bên em giá là 38.500. Đó là 125 ha? Dạ, đúng rồi. 150 thì là 49.500 nhá. 49.500. Dạ. Rồi, ok em. Thì đối với những cái dòng Vario này ấy, em thì nếu như mà mình mua góp á thì mình có cần phải trả trước không em? Dạ, Vario 125 thì trả trước cho bên em tầm 2 triệu. Đây. 150 thì trả trước tầm 4 đến 5 triệu là mình có thể lái được xe rồi. Rồi, ok em. 125 là mình trả trước khoảng tầm 2 triệu. Đúng rồi. Còn 150 là mình trả trước khoảng tầm 4 triệu là được ha. Dạ, đúng rồi. Ok, còn cái thủ tục để mà mình trả góp á có khó khăn gì không em? Dạ không, thủ tục trả góp bên em chỉ cần chứng minh với lại bằng lái. À. Nếu như mình không có bằng lái thì mình có hộ khẩu. Hộ khẩu rồi. Mình không có hộ khẩu gốc ở đây thì mình chụp hình hộ khẩu gửi qua bên em cũng được. Được luôn. Hỗ trợ làm luôn. Ok em. Anh thấy các bạn nhiều khi hỏi là vấn đề giờ có cái chứng minh không mà giờ mình góp được không? Dạ có chứng minh không cũng được luôn. Cũng được luôn đúng dạ, không? Nhưng mà chắc chứng minh không cũng được. Rồi, chứng minh không cũng được nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hạn chế hơn là chứng minh hộ khẩu hoặc dạ. Chứng minh bằng lái đúng không? Nếu như mà chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh với hộ khẩu á thì mình làm được tới tận 5 ngân hàng. À. Còn nếu như chỉ có một cái chứng minh không á thì mình chỉ làm được một ngân hàng duy nhất thôi. À rồi, ok. Còn như vậy căn cước công dân mà gắn chip á thì bên em hỗ trợ làm cho mình 4 ngân hàng. 4 ngân hàng luôn. Dạ. À vậy là bây giờ các bạn nào mà có căn cước công dân mới là rất là tiện lợi luôn á nha. Dạ. Đây, tiếp theo thì mình cũng sẽ quay những cái màu Vario mới cho các bạn đây nha. Những cái màu mà bên cửa hàng độ nè thì thường là độ như thế này mình có thêm phải thêm chi phí nhiều không em? Dạ, mất thêm tầm 2 triệu thôi ạ. 2 triệu các bạn. Những cái màu độ mà màu lạ mắt như thế này thì mình phải mất thêm là 2 triệu. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình xuống tới cái hàng Raider với Satria ha. Đây. Đây là chiếc Raider đúng không em? Dạ đúng rồi. Đây Raider. Raider này là màu green luôn. Thì giá của Raider màu green mình như thế nào? Dạ Raider bên em giá dao động tầm 48 triệu nha. 48 triệu bao gồm thuế VAT hết chưa? Dạ rồi. Vậy là các bạn nào mà muốn mua tiền mặt á thì cứ cầm cái số tiền này lại là mình sẽ lấy xe về được đúng không? Dạ. Rồi, còn nếu mà các bạn mà muốn ra tên giấy tờ là bên cửa hàng mình vẫn hỗ trợ mà đúng không em? Đúng rồi anh. Rồi. Còn như Satria thì sao em? Dạ Satria thì bên em dao động tầm 50 triệu là Satria Việt Nam nha anh. Còn Satria tư nhân nhập bên Indo á thì dao động tầm 53 triệu ạ. Rồi, Satria nhập khẩu chính hãng Việt Nam là 50 triệu nha các bạn. Còn Satria nhập khẩu tư nhân là 53 triệu. Đây, còn những cái màu mà sơn như thế này mình cộng thêm bao nhiêu tiền nữa? Dạ cũng 2 triệu luôn. Bao nhiêu em? 2 triệu. Những cái màu sơn thì mình cứ cộng thêm là 2 triệu các bạn ha. Rồi, còn như mà mua góp cái dòng này á, chi phí mình đưa trước là có cao không? Dạ, chi phí dòng này đưa trước cho bên em tầm 6 đến 8 triệu nha. 6 đến 8 triệu dạ. Là lấy được. Đúng rồi. Rồi, ok em. Giờ mình qua bên đây con Assetto 155 nha. Này các bạn, đây là màu mới ha. Rồi, 155 thì bây giờ giá mình sao đây? Dạ, em 155 khóa thường bên em á thì dao động tầm 43 triệu nha. 43 triệu. Đúng rồi, còn khóa thông minh thì 45 triệu. Khóa thông minh là 45 triệu. Đúng rồi anh. Còn những cái màu mới như thế này là có cao không em? Những có, màu mà mới ra. Cái màu này là phiên bản giới hạn, bên trong vẫn có mấy cái màu phiên bản giới hạn á. Rồi, tí xíu mình sẽ vào trong quay cho bạn dạ. Xem thì giá nó bao nhiêu? Giá của mấy cái bản màu giới hạn này bên em dao động tầm 49 triệu ạ. Giới hạn là 49 triệu ha. Đúng rồi. Rồi đối với dòng đối với dòng mẹ 155 này phải đưa trước bao nhiêu em? Dạ em 155 đưa trước cho bên em tầm 5 đến 7 triệu là được rồi ạ. 5 đến 7 triệu là được ha. Dạ. Rồi. Chẳng hạn như con màu trắng đỏ đen này thì mình bao nhiêu đây? Dạ con màu trắng đỏ đen này là màu zin. Màu zin. Khóa thường thì bên em dao động tầm 43 triệu. 43 triệu các bạn. Dạ. Còn mình đổ màu chắc cũng cộng thêm 2 triệu phải không em? Dạ đúng rồi. Màu đồ thì cứ cộng thêm giúp em 2 triệu nha. Đây có đầy đủ các màu luôn. Còn như em ở skin với 150 nè. Thì sao đây? Mới skin thì 44 triệu nha anh.
Martin là 44 triệu. Dạ, đây các bạn. 150 thì là 43 triệu 500 nha. Trên nhau là có 500 ngàn thôi các bạn ha. Thì đối với dòng E155 với lại Martin á thì đưa trước nhiều không để mình góp được em? Dạ không, cũng bằng giá nhau hết, cũng đưa trước cho bên em tầm 5 đến 7 triệu là được. 5 đến 7 triệu ha. Dạ. Rồi ok ha. Mình xuống dưới có Sonic rồi nữa nè. Sonic với Satria ha. Dạ. Sonic thì hôm nay mình bao nhiêu đây? Sonic thì bên em là tầm 52 triệu 500. 52 triệu 5. Trắng đỏ, mâm đỏ luôn á thì là tầm 53 triệu 500 nha. Tầm 53 triệu 500 là con này. Rồi ok em. Đưa trước nhiều không em? Dạ Sonic cũng đưa trước cho bên em tầm 6 đến 8 triệu thôi. 6 đến 8 triệu là bạn dạ. Gấp được rồi các bạn. Đúng rồi. Còn AB này sao em? AB thì bên em giá AB125 là 38 triệu phiên bản tiêu chuẩn nha. 38 triệu tiêu chuẩn. Phiên bản đặc biệt là 40 triệu 500. Đây là bản đặc biệt này đúng không? Dạ. Đặc biệt là 40 triệu 500 các bạn. Đúng rồi. Còn Winner X thì sao em? Winner X thì bên em giá là 36 triệu. 30. Đây, con này 36 triệu ha. Rồi còn con ABS này thì mình để bao nhiêu? Dạ 38 triệu ạ. 38 triệu nha anh em ha. Rồi. Còn GTR em? GTR bên em là 51 triệu 500 nha. 51 triệu 500 cho phiên bản GTR. À, đối với dòng Winner X là mình không trả trước được không Vi? Dòng nào ạ? Winner X em. Winner X bên em hỗ trợ trả trước thấp. À, là bao nhiêu em? Tầm 2 triệu là được rồi. 2 còn triệu. Nếu như mà mình không có trả trước thì bên em hỗ trợ cho mình, cửa hàng hỗ trợ cho mình luôn. Còn GTR em? GTR thì trả trước cho bên em tầm 5 đến 7 triệu. 5 đến 7 triệu ha. Rồi. Mình vô trong tới Vision nha. Dạ. Đây Vision các bạn. Đây là cái màu xám xi măng nha, màu mới bây giờ. Rồi, Vision thì cho anh xin giá của từng phiên bản nha. Đầu tiên là tiêu chuẩn trước đi em. Dạ, bản tiêu chuẩn khóa thường á thì bên em giá dao động tầm 31 triệu 500. 31 triệu 500 là khóa thường. Còn dạ, nếu mà khóa Smart Key mà màu bóng màu cao cấp á. Dạ, cao cấp thì 32 triệu 500. 32 triệu 500. Còn màu nhám thì là 33 triệu 500. 33 triệu 5. Là phiên bản đặc biệt đó. Rồi, còn cá tính. Cá tính thì mắc hơn một chút là 37 triệu 500 nha. 37 triệu 500. Dạ. Rồi, ok em. Trong đây mình thấy có Martin. Màu xanh GB ha. Cũng như là màu vàng đen bên trong. Các bạn mà ưng con nào cứ gọi về cho cửa hàng con đó nha. À, trong lâm mình thấy những cái màu sơn độ bên dưới nữa nè. Video rồi này ha. Còn nãy em nói là mấy con trong đây là màu mới nè đúng không? Đúng rồi anh. Đây mình quay cho các bạn theo dõi luôn. Phiên bản giới hạn đúng không? Dạ. Đây, giá con này thì bao nhiêu đây em? 49 triệu ạ. 49 triệu. Dạ. Rồi ok anh em ha, 49 triệu. Trong đây cũng vậy hay sao? Dạ đúng rồi anh. Tất cả các màu luôn, 4 màu này là 49 triệu hết đây dạ, các bạn. Còn phiên bản mà màu khóa thường thì có 40 mấy anh quên rồi. Phiên bản mà khóa thường 155 thì là 43 triệu 500. Rồi ok ha. Đây anh em mình lên phía trước lại nha. Đây, mình gửi lại hết mấy cái xe bên Sơn Đức Phát cho anh em tham khảo nha. Dạ. Yeah. Rồi cho anh tham khảo lại về cái cách thức trả góp rồi bên cửa hàng mình lại giùm anh cái nha. Dạ. Yeah. Trả góp thì bên em cần chứng minh bằng lái hoặc chứng minh với hộ khẩu. Nếu như mà mình không có hộ khẩu gốc ở đây á thì mình cho em xin hình chụp hộ khẩu đủ 16 trang không mất gốc ạ. Rồi. Còn nếu như mà mình không có bằng lái, không có hộ khẩu luôn thì bên em cũng vẫn hỗ trợ cho mình làm một ngân hàng. Chỉ cần chứng minh duy nhất thôi, không rồi, có cái gì nữa hết. Ok em. Địa chỉ với số điện thoại bên cửa hàng mình lại giúp anh nha. Dạ, số điện thoại của em là 0869043877. Còn địa chỉ cửa hàng của em là ở tổ 1, khu phố Hưng Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nha. Rồi, ok. Thì anh em mà có thắc mắc thêm cứ gọi về theo cái số điện thoại mà mình để trên màn hình để gặp trực tiếp bạn Vi ha. Rồi, có chia sẻ gì với các bạn xem kênh của anh nữa không? Để anh em mình tạm dừng video nha. Dạ, chào mọi người. Rồi, không có chia sẻ gì hết luôn á hả? Mọi người có gì thắc mắc cứ liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình nha. Rồi, ok. Thôi, hai anh em mình xin chào các bạn và hẹn các bạn video sau nha. Dạ.